Sau khi thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống COVID-19, sáng nay Bệnh viện Đà Nẵng đã bắt đầu khôi phục lại hoạt động khám chữa bệnh như bình thường để đáp ứng nhu cầu của người dân Đà Nẵng và các địa phương lân cận. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tạm dừng khá dài để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì vào sáng hôm nay Bệnh viện Đà Nẵng đã chính thức khôi phục lại các hoạt động khám chữa bệnh nội trú cho người dân. Trước nguy cơ dịch bệnh vẫn còn đang tiềm ẩn thì bệnh viện đã tập trung quyết liệt công tác phòng chống dịch ngay từ cái khâu mà kiểm soát nhiễm khuẩn cũng như là phân luồng bệnh nhân đến khám bệnh trong thời điểm này. Đây là khu vực khoa khám bệnh của Bệnh viện Đà Nẵng vào sáng nay. Xếp hàng đảm bảo giãn cách, khai báo y tế, đo thân nhiệt. Đó là những quy định bắt buộc đối với người dân khi đến khám bệnh tại đây thời điểm này. Quy trình kiểm soát, phân luồng bệnh nhân được thực hiện hết sức chặt chẽ. Nói chung là bác đến đây khám bệnh thì được sự giúp đỡ của các nhân viên y tế hướng dẫn sát khuẩn, kê khai y tế và đo thân nhiệt. Nói chung là tất cả là mọi sự sắp xếp của bệnh viện rất là tốt. Bữa nay mới bắt đầu ngày đầu tiên phải không? Cho nên chi là họ vô cũng làm các thủ tục đó, là tôi cũng đã làm xong và vô đây ngồi chờ thôi và tốt không có gì hết. Dự báo lượng bệnh nhân đến khám sẽ tăng cao trong ngày đầu hoạt động trở lại, nên Bệnh viện Đà Nẵng đã huy động cán bộ nhân viên y tế hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định phòng chống dịch. Bệnh viện cũng tăng cường các bàn khám và cũng như đội ngũ y bác sĩ để phục vụ đảm bảo yêu cầu về giãn cách, không tập trung đông người. Chuẩn bị đầy đủ tất cả các phòng khám sàng lọc, rồi đo thân nhiệt rửa tay, rồi xét nghiệm COVID cũng như làm tất cả các xét nghiệm bây giờ siêu âm, X quang và xét nghiệm tại chỗ. Đó thì tại cấp cứu cũng có một khu sàng lọc riêng để cho bệnh nhân mà có triệu chứng hay là bệnh nhân vào nghi ngờ thì để làm tất cả các mẫu, và còn ở đây là cái khu này là để cho những bệnh nhân mà thông thường đi. Nhưng mà bên cạnh các bệnh thông thường đi thì bệnh viện cũng bố trí hai cái địa điểm sàng lọc rất là kỹ, nghĩa là hai cái vòng từ cái quan trung đi vào hay là từ cái nhà xe đi vào thì có hai cái chỗ vừa đo thân nhiệt, rửa tay, khai báo y tế, sát trùng. Và sau khi hai vòng, qua hai vòng kiểm tra về thân nhiệt cũng như các yếu tố về bảo vệ dịch thì mới vào được khu trong. Khu trong sẽ phân luồng bệnh nhân đi khám. Ngay khi hoạt động bình thường trở lại vào sáng nay, thì Bệnh viện Đà Nẵng đã bố trí khu vực riêng biệt để khám sàng lọc các trường hợp có triệu chứng về đường hô hấp. Từ đó có hướng dẫn cũng như can thiệp y tế phù hợp. Để tránh tập trung đông người thì bệnh viện cũng khuyến cáo người dân đăng ký tư vấn sức khỏe miễn phí về các chuyên khoa cần khám cũng như thực hiện khai báo y tế online trước khi đến khám tại bệnh viện.